Chiều qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã tiếp tục tổ chức tiếp nhận nguồn lực ủng hộ của 10 đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. Trong đợt tiếp nhận này, có tất cả 10 doanh nghiệp, đơn vị đã chung tay ủng hộ người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai với tổng giá trị 2,1 tỷ đồng. Cụ thể, các doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Đồng Nai ủng hộ hơn 520 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn IKK Việt Nam ủng hộ 500 triệu đồng, công ty cổ phần Vina Đại Phước 300 triệu đồng, tập thể người lao động công ty cổ phần dệt Renzen hơn 220 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn POSCO VST 200 triệu đồng, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đồng Nai 190 triệu đồng và nhiều đơn vị doanh nghiệp khác. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, từ ngày 11 tháng 9 đến 8 tháng 10 đã có trên 3.500 cá nhân đơn vị ủng hộ với tổng số tiền trên 85 tỷ 240 triệu đồng. Ngay sau khi xảy ra bão lũ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chuyển về Trung ương 5 tỷ đồng và trực tiếp chuyển hỗ trợ 23 tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão số 3 là 52 tỷ đồng để góp phần cùng cấp ủy chính quyền các tỉnh sớm khắc phục khó khăn, người dân ổn định cuộc sống.